Số của tôi đây là Đức Thánh Thần Kim Cương Đức Tăng Ni trong một tự nhập đạo an toàn. Kính mời toàn thể đại chúng ta đồng ngồi xuống và chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư phụ chủ trì, con xin mãn phép khai lễ thông qua chương trình buổi lễ hôm nay. Trước khi vào buổi lễ thì xin thông báo cùng toàn thể quý tăng nữ phật tử đạo tràng chùa Phổ Yên. Hôm nay kỷ niệm ngày An Sư nhập từ 40 năm về nơi Phật tử để thay đổi trang nghiêm trùng tôn từ nơi An Trang như ngày hôm nay, bao giọt mồ hôi công sức và bao bài pháp của sư phụ để được nơi trang nghiêm thanh tịnh cho chúng ta tu học. Một niềm hân hoan, một niềm vui mừng cho đàn con của họ nương nhờ ông Quán Sư để tu tạo cái bước đường tu học. Hôm nay chúng con nhất vui vui sức tạm không biết sao để bày tỏ hết tấm chân tình dành cho An Sư. Chúng con thiết lễ kỷ niệm 40 năm An Sư nhập tự và sau là lễ tạm kết khóa tu một ngày an lạc. Năm kỷ hợi, xin An Sư chứng minh cho hàng hậu học chúng con thiết lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2019, năm kỷ hợi. Trước hết là tổng kết cái khóa tu của năm tu Phật tử hôm nay. Suốt một năm đời quý Phật tử đã có một cái chuyến hành trình siêu việt hảo để quý Phật tử có thể dung thân quen để mà chúng ta mừng để chúng ta hoàn tất tất một năm chúng ta đã đi hết hết cái con đường mà gọi là con đường trở về bên bờ của Phật. Quý Phật tử mừng không? Thứ hai nữa đó là ngày 14 tháng 12 năm 1979 là ngày mà thầy về Phổ Yên nhập từ. Lúc đó thì mới 16-17 tuổi gì đó. Và tới 14 tháng 12 năm 1979 thì đã là 40 năm. Thật ra rồi đó sẵn cái ngày mà nó lớn từ vào 40 năm nữa cho nên rồi kỷ niệm 40 năm mà mình có hộ giúp đi đầu đi cho bếp ở. Thật sự ra đó bao nhiêu năm rồi các tính trong bảo họ mấy hỏi đó chỉ giữa bộ đau thì hiện sư là tỉnh rất hồ cơ nhẹ sang tử với bạn ở Diêm Đông đúng không? Cho nên nói ra con số thì được tưởng chứ đừng như là nó dài lắm nhưng mà rồi đang có chút xíu thôi thì trong mấy tháng là bây giờ nó là 40 năm rồi. Nhưng trong 40 năm đó, quý Phật tử biết rằng là từ cái giống chính ban đầu thì về đây, ngôi chùa của mình nó cũ kỹ lắm. Rồi nhỏ nữa, rồi làm cho cái điều cơ sơ ngày xưa mà trên còn mái ngón cũ, cái liên hoa bóng rồi nó chạy, nó cũ rồi, nó ở, nó rộn, nó lưng á vui mẹ rồi, nó sọc, nó rớt xuống hoài. Tự nhiên về đây rồi đó thì còn cả 3-4 năm trời về đây nhưng mà chẳng có đủ cái điều kiện để mà có thể sửa sang cho đến năm 2012 mới đủ điều kiện để mà xây dựng cái ngôi chùa để lại cho muôn đời sau. Thầy nghĩ là bây giờ làm thì làm cho nó chắc chắn một tí để rồi cái thời của sư phụ có đi qua đến cái thời thứ hai các thầy nào mà về trụ trì đó thì cũng đỡ sửa sang một chút cho nó lâu lâu một chút tệ gì tệ cũng được trăm ngoài năm để cho nó đỡ một chút vậy mà chứ bây giờ mình làm theo cái kiểu mà đơn sơ hoài thì cứ sửa hoài mệt cho quý thầy mà mệt cho quý Phật tử những tấm lòng vàng những nhà hảo tâm nữa cho nên chịu khó một lần thì trong vòng 40 năm đó là không phải chỉ ở chùa không rồi nhiều khi rồi sư ông trụ trì tức là hòa thượng bổn sư của thầy đó đâu phải là tu giống như bây giờ thì chư tăng ni bây giờ tu thì nó sướng lắm
không có cái thời gian quấn nhục. Tại vì hồi xưa đó, các thầy bị quấn nhục đó thì chịu mà không dám giận, bị đánh nhưng mà không dám buồn. À, khi mà hòa thượng đánh cũng không dám né nữa, né sợ hòa thượng té rồi sao. Còn bây giờ đó mà giơ tay mà đánh nó dám đánh lại lắm chứ không chơi đâu, hiểu không? Cho nên đó, tùy theo thời. Bây giờ nhìn cái mặt thầy Nguyên Hùng, thầy Nguyên Hậu mà giơ tay đánh là đánh lại liền đó, phải không? Đó, chưa có nói tới là mấy sư cô mình ở dưới bếp, mà ở dưới bếp thì nó gần lửa nhiều lắm quý Phật tử, cho nên quý sư cô của mình tích lũy lửa dữ lắm luôn. Đụng là cháy đó, cho mới gọi là đại chúng. Không, đại chúng mà đụng vô là cháy liền, phải không? Cho nên rồi mấy sư cô, quý Phật tử nhìn kỹ mặt quý sư cô coi có hiền không? Nhìn kỹ coi. À, thì nhìn bây giờ ngồi trong đạo tràng, thì bây giờ ngồi trong đây có ai chọc ghẹo đâu mà không hiền. À, nhưng mà thưa thầy, qua khỏi cái thời tu này đó thì con xin lỗi, con không dám hứa nha. Thấy không? Cho nên đó, thì bây giờ cái thời... Bây giờ không dám quấn nhục nữa, quý sư cô, quý Phật tử. Hồi xưa, hòa thượng quấn nhục ghê lắm đó. Thầy nói ví dụ cho thầy kể một vài câu chuyện ngày xưa nhân cái kỷ niệm 40 năm. Quý Phật tử ơi, bị đánh mà tất cả mọi chuyện đều có thể bị đánh hết. Hòa thượng xuống, hòa thượng hỏi, đứa nào làm hương đăng? Trong chùa bao nhiêu cái bàn Phật? Nói lẹ, không có đếm. Rồi làm sao mà biết, hồi đó tới giờ vô trong đây có ai để ý bao nhiêu cái bàn Phật, bao nhiêu cái bàn vong đâu. Rồi hễ mà đứa nào nín thinh là bụp, quýnh đều hết, quýnh từ trên xuống dưới luôn, đâu có ai nhớ, đâu có ai biết đâu. Rồi khi mà hòa thượng hỏi mình một câu gì đó mà chỉ cần mình hỏi lại thôi, mô Phật con không nghe, hòa thượng nói lại bị đánh. Mày tu mà cái tâm của mày không định, tao nói như vậy mà mày không chịu chú ý mày nghe, tâm mày sao lãng cũng bị đánh. Cây đèn dầu trên bàn Phật tắt cũng bị đánh. À, mà đi xe cũng vậy nữa, thầy kể cho quý Phật tử nghe, thầy làm thị giả cho hòa thượng nè. À, đi xe làm thị giả, hồi thời kỳ mà đi xe đò đó, thì đi lên đó thì mình làm thị giả mà bường đặng kiếm cái chỗ cho hòa thượng ngồi, chứ mình mạnh mẽ mà hòa thượng già rồi, mà bường xong cái hòa thượng ngoài sau, hòa thượng cú một cái cốc. Ở trước đâu có gái đâu mày bị bường dữ vậy. Thấy không? Cũng bị đánh. Rồi xong rồi cái tới trưa, lên tới thành phố Hồ Chí Minh tới trưa rồi, thầy đâu có dám bường nữa, bường rồi bị cứu sao? Rồi đứng chờ chúng ta đi xuống hết, hòa thượng cũng cứu nữa. Hòa thượng á, giờ này đói muốn chết rồi mà bày đặt giữ giới nữa. Thấy không? Cho nên ý của thầy nói đó, sống với hòa thượng là lúc nào cũng bị đòn, nhưng mà không có dám giận. Giận là không được quý Phật tử, giận là tội liền. Cho nên á, mình làm sao đó mình giữ được cái tâm hiếu đối với quý hòa thượng ân sư của mình. Mỗi một cái đánh, mỗi một cái rầy đều là một bài học hết, chứ không phải đánh rầy là ghét bỏ. Có nhiều người nghĩ đó, quý thầy rầy, quý thầy đánh này kia tức là ghét bỏ, nhưng mà thật sự không phải. Hòa thượng rầy ví dụ như á, bao nhiêu cái bằng Phật, bao nhiêu bằng vong, nói lẹ không có đếm mà. Tức là tập cho mình phải chú ý ở trong chùa, bao nhiêu cái chén, bao nhiêu cái dĩa, bao nhiêu cái muỗng, bao nhiêu đôi đũa, chỗ nào để nồi, chỗ nào để chảo, chỗ nào để chén đũa, để riêng là đều biết hết. Hòa thượng dạy mình mà. Quý Phật tử ơi, hồi cái thời mà thầy còn làm thị giả hòa thượng đó, hòa thượng ngồi tiếp khách, xong cái thầy đứng ngoài sau thì quạt hầu. Khách vừa về thì hòa thượng quay qua hỏi, hồi sáng tới giờ ông khách nói chuyện với thầy, ông khách hỏi bao nhiêu câu, rồi thầy trả lời mấy câu, trả lời như thế nào, lặp lại. Mà thầy nói với quý Phật tử, thầy bị đòn 3 năm như vậy luôn. Hễ mà Phật tử nào mà lợi thăm hòa thượng là thầy run trong bụng rồi, thế nào cũng bị đòn. Tại vì làm sao mà đứng mà lặp lại hết, ông khách hỏi cái gì hòa thượng trả lời sao. Đến cái ngày cuối cùng mà thầy trả lời được khoảng 60%, tức là 10 câu hỏi mà thầy còn nhớ được trong đầu khoảng 6 câu, là lúc đó thầy mới hết bị đòn. Thì lúc đó đó quý Phật tử ơi, cái tâm của chúng sinh mà hồi mới vô tu mà lòng tin nó chưa kiên định, thầy định ra đời luôn đó. Thầy nói tu khó quá, cái gì mà hòa thượng cứ đánh hoài vậy, làm sao mà nhớ, mà cứ mỗi lần khách tới là bị đánh. Nhưng mà sau khi hòa thượng viên tịch rồi, thầy đi lên thành phố thầy học, học đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó, mới suy nghĩ lại là hồi đó hòa thượng tập cho mình nhớ. Hòa thượng tập mà mình không hay,
cái lối dạy của Hòa Thượng không phải lý thuyết, mà Hòa Thượng dạy mình thực hành. Cho nên bây giờ nghĩ lại đó, hồi đó mà mình muốn ra đời, mình buồn Hòa Thượng, tự nhiên Thầy hối hận vô cùng. Mà không biết đó chính là những cái mà Hòa Thượng đã giáo dục mình từ hồi mình còn trẻ tới bây giờ. Tập cho mình động não, tập cho mình nhớ. Có một cái khoảng thời gian, quý Phật tử ơi, Thầy đọc một quyển kinh Thoát Dòng Tục Lỵ, hay một quyển truyện mà Trúc Lâm Dậy Sóng đó. Thầy đọc qua rồi Thầy đọc lặp lại hết nguyên một cuốn kinh, không trật một chữ luôn đó quý Phật tử. Đó, nhờ Hòa Thượng dạy mình mà nó nhớ như vậy đó, chứ không phải chơi đâu. À, còn bây giờ đó, tới bây giờ thì Thầy chỉ, cái bộ nhớ của Thầy bây giờ nó chỉ còn lại khoảng chừng 60-70% thôi. Tại vì có một thời kỳ Thầy bị bệnh, mà bác sĩ nói Thầy bị khô não. Do đi giảng nhiều quá bị khô não. Đó, mà nếu mà không có trị đó thì nó sẽ bị, nó bị teo não lại. Thầy hỏi khô não là sao bác sĩ? Bác sĩ nói đi ngang chùa cây bàn không biết đường vô, đi thẳng luôn à. Đó, bị khô não đó. Tức là nó ngơ ngơ, nó ngáo ngáo sao, nó đi tới chùa rồi mà nó không biết đường về đó. Hiểu không? Là khô não. Rồi tới nó teo não, tức là thiếu máu đó, rồi nó chết thôi. Thì quý Phật tử thấy nhờ đi qua, đi trị bệnh đó, mà mỗi một ngày vậy là Thầy lại 1000 lại Quan Âm, lại sám hối. Mỗi một ngày lại 1000 vị Quan Âm, đặng cho mình đứng lên mình quỳ xuống, mình đứng lên mình quỳ xuống vậy này, đặng cho máu nó lưu thông trở lại. Nhờ cái đó đó mà nó phục hồi lại cái đầu của mình. Thì quý Phật tử thấy Thầy lại đến 160.000 lại, nó bắt đầu mới hết đó quý Phật tử. Mỗi một ngày 1000 lại mà lại tới 160.000 lại thì nó mới hết. Thấy không? Cho nên cái quá trình của mình đó, mình tu quý Phật tử ơi, bây giờ Thầy nói đó, nó có nhiều cái rất là nhiệm màu mà mình không thể nào mình nói ra được hết. Nó nhiệm màu, nó kỳ cục dữ lắm luôn quý Phật tử. Thành ra rồi á, người nào mà tu mà có cái lòng kiên định, có cái lòng mà gọi là tinh tấn đó quý Phật tử, rồi có cái tâm mà gọi là chí thành, chí kính đó, cái tâm mà đền ơn đáp nghĩa, cái tâm hiếu đó, mình dùng cái từ đó đi, thì quý Phật tử ơi, tất cả mọi sự nhiệm màu nó đến với mình, không có lo gì cả. Bây giờ có nguy hiểm trước mắt rồi tự nó cũng đi qua. Nguy hiểm trước mắt rồi nó cũng đi qua. Đó, thành ra rồi Thầy nói tới cái bệnh khô não mà nó đi qua là nó là thấy nó nhiệm màu vô cùng. Chỉ có 160.000 lại thôi, đâu cần tốn tiền, tốn thuốc gì đâu. Nhưng mà rồi nó cũng đi qua. Nhờ đó mình dùng cái tâm dược để mình trị cái tâm bệnh của mình. Đó, cái não của mình nó bị khô, lý do ngày xưa của mình đó quý Phật tử. Thầy nói cái quá khứ thôi nha, tức kiếp trước của mình đó, nhiều chuyện. Bản thân của Thầy kiếp trước quá nhiều chuyện, cứ lo suy nghĩ chuyện của người ta, rồi đi rình mò chuyện của người ta, kiếm chuyện người ta để kể cho người này nghe, kể chuyện nghe, sử dụng cái não của mình nó bị phung phí. Cho nên cái kiếp này mình tự nhiên rồi cái đầu của mình bị phung phí, cho nên cái nhân quả mình bị bệnh khô não. Đó, nhưng mà nhờ sám hối Quan Âm, phản văn tự tánh, không có nghe người ta nữa, không để ý lỗi người ta nữa, mà tự nghe với chính bản thân mình và để ý cái lỗi lầm của mình mà thôi. Nhờ mình sám hối như vậy, tự nhiên nó phục hồi năng lượng, hiểu không quý Phật tử? Hồi xưa phung phí quá, cái từ từ bây giờ mình phục hồi năng lượng lại là tự nó hết thôi. Bệnh là gì? Là do mình phung phí cái năng lượng Phật của mình. Mà hết bệnh là gì? Biết cách phục hồi, chứ không phải uống thuốc đâu quý Phật tử à. Mình biết cách mình phục hồi. Thầy nói quý Phật tử nghe đó, thí dụ như mình bị tim, tim mình đập mình hay mệt lắm. Quý Phật tử ơi, cái quá khứ của mình là sao quý Phật tử? Đứng chửi lộn hoài. Đụng đâu đứng chửi mà kêu bằng là tim đập bịch mà đứng cứ chửi người ta, tưởng như tát nước vô mặt người ta, chửi cho đã ngồi thở. Do cái nhân như vậy mà cái quả bây giờ tự động nó bị đau tim. Lý do ngày xưa mình sử dụng trái tim của mình nó vô tội giả quá. Mình không biết dừng tâm lại, không biết dừng chân của mình lại, không biết dừng cái ý thức của mình lại một chút nào hết. Hễ người ta chọc là mình chửi, người ta chọc mình chửi vậy hoài thì không được rồi. Thấy không? Thành ra rồi quý Phật tử phải biết, để rồi đó, mình cứ mỗi lần mà người ta nói nặng nhẹ mình dừng cái tâm mình lại liền. Mình dừng có nghĩa là gì? Mình bảo vệ trái tim của mình thôi. Phục hồi năng lượng cho trái tim của mình thì từ từ nó sẽ không còn đau tim nữa quý Phật tử à. Chứ không phải là hễ bị đau tim cái chân tim heo ăn, không phải. Ủa cái đau tim của mình chưa hết cái nghiệp rồi tự nhiên mình dây cái nghiệp mới rồi làm sao mình hết đau tim được, hiểu không? Có nhiều người nó bị đau tim cái bắt đầu kiếm con rùa vàng chân ý dây tơ hồng ăn, giết thêm con nữa không, rồi làm sao hết đau tim, rồi ăn mỗi lần ăn trái tim heo sao hết đau tim. Nó tội thêm mà nó nặng bệnh thêm nữa quý Phật tử. Cho nên đó,
cái quá trình tu hành đó quý Phật tử, nó cũng giống như là một cái lộ trình mà Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh vậy đó. Trần Quyền Trang là Kim Thiền trưởng lão mà còn bị 81 nạn, còn mình là cái gì? Mình đâu phải là lão đâu, hiểu không? Mình là kia là cỡ như cao tay lắm quý Phật tử, mình là bô lão chứ đâu có trưởng lão được, phải không? Già thì mình cỡ cỡ bô lão thôi. Ở mà ngày xưa ngài là Kim Thiền, chữ thiền ở đây là già là thiền định, mà kim ở đây là kim cang bất hoại. Kim Thiền trưởng lão là tâm thiền định bất hoại như kim cang. Còn mình bây giờ quý Phật tử ơi, mình đâu có được như Kim Thiền trưởng lão đâu. Cái tâm của mình, cái định của mình làm sao mà như kim cang bất hoại được? Ngồi chút xíu là đau, ngồi chút xíu là nhức, ngồi chút xíu là tê. Rồi sao gọi là Kim Thiền trưởng lão nữa? Mình cao tay lắm là kim chỉ, chứ sao kim thiền nổi, phải không? Không có kim thiền nổi đâu quý Phật tử à. Thành ra rồi á, mình ngồi như vậy đó, Kim Thiền trưởng lão còn bị 81 nạn. Quý Phật tử ơi, thầy nói thiệt, cuộc đời của mình vô lượng nạn, hiểu không? Ngài là Kim Thiền trưởng lão mà ngài còn bị 81 nạn như vậy, quý Phật tử thấy không? Bị nhìn nhện mà nó quấn tơ xung quanh, bị con yêu mà nó hấp ở trong cái nồi bánh bao mới ghê chứ. Nó hấp từ từng ngày này, Trư Bát Giới hấp hạ từng chót, rồi tới Sa Tăng đó, rồi mới tới Trần Quyền Trang, rồi bắt đầu mới tới là Tôn Ngộ Không. Nó như vậy đó quý Phật tử. Nhưng mà tại sao mà câu chuyện mà nó hấp, mà tại sao hấp thứ tự như vậy? Tại sao Trư Bát Giới nằm dưới chót? Tình cảm đó quý Phật tử ơi, yêu thương ghét muốn nặng nề, cho nên cái tình cảm mình bị chết trước là như vậy. Thử thời như quý Phật tử người mà gặp cái tất cả những điều khó khăn, cái tình cảm của mình chết trước, hiểu không? Rồi bắt tới khả chịu đựng, khả năng chịu đựng của mình mới chết sao? Đó, còn Trần Quyền Trang mình không nói tới khả năng chịu đựng mới chết sao. Cuối cùng lý trí là cái cuối cùng ở trên hết. Cho nên nó như vậy nó mới gọi là hấp, nó có từ từng chứ không phải là tại sao mà hấp, mà tại sao mà để Chư Bắt Giới nằm dưới chót không? Tình cảm mà. Người ta chửi mình chửi lại, tình cảm đó, thấy không? Mừng quá trúng số, khóc. Mất tiền, khóc. Quý Phật tử ơi, đó là tình cảm đời thường là Trư Bát Giới hết đó. Cho nên thầy nói thiệt với quý Phật tử, một năm trời trôi qua rồi đó nghe. Một năm trôi qua rồi, 365 ngày rồi đó quý Phật tử. Mà bây giờ bữa nay tổng kết nè, mà mặt ai cũng giống Trư Bát Giới hết. Không có thay đổi miếng nào hết, làm sao đấy? Hiểu không? Giống Trư Bát Giới ở đây có nghĩa là nó vẫn còn tình cảm đời thường hoài luôn, hiểu không? Mỗi một ngày mình tu, mỗi một năm trôi qua như vậy đó quý Phật tử, phải làm sao cho mình sáng hơn, mình phải có lý trí tuyệt vời hơn, mình phải là Tôn Ngộ Không. Chữ tôn ở đây là gì? Cái nghĩa đen của nó là họ Tôn, nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là gì? Là Thế Tôn, hiểu không? Là Phật đó. Ngộ tức là ngộ được cái không. Mà đơn giản nhất là tứ không. Không thấy lõi người, không nghe lõi người, không nói lõi người, không chất chứa lõi người. Mình ngộ bốn cái không đó thì mình gặp Phật, gọi là Tôn Ngộ Không. Hiểu không? Mình phải hiểu cái câu chuyện của Trần Quyền Trang là như vậy. Chứ còn quý Phật tử coi thấy như con khỉ Mỹ Hầu Dương này kia, yêu hầu đồ này kia, rồi gặp yêu quái, thấy Tề Thiên xuất hiện, cái mình khoái hai bên đánh nhau, ngồi cái con quỷ nó thua, không phải. Mình phải hiểu con quỷ đó là ai, là mình. Tề Thiên cũng là mình, Trần Quyền Trang cũng là mình, Sa Tăng cũng là mình, Trư Bát Giới cũng là mình, Tiểu Bạch Long cũng là mình, Quan Âm cũng là mình, Đức Phật cũng là mình, các vị chư thần, chư thiên ủng hộ cũng là mình. Chư thần, chư thiên là gì? Là thiện niệm. Còn quỷ giờ này kia yêu tinh là gì? Ác niệm. Còn Phật Bồ Tát là gì? Là Bồ Tát niệm, là Phật niệm. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả đều ở chúng ta hết. Hãy gặp yêu chặn đường là gì? Yêu niệm trong lòng mình. Gặp quỷ dẫn đường là gì? Quỷ niệm trong lòng mình. Gặp ma chặn đường là gì? Ma niệm trong lòng mình. Còn gặp ăn cướp chặn đường là gì? Ác niệm của mình. Hiểu không? Trong tâm của mình ra hết đó quý Phật tử à. Cho nên một năm trời đi thỉnh kinh rồi, quý Phật tử thỉnh được cuốn nào chưa? Mô Phật. Trần Quyền Trang đi có con ngựa. Tụi con đi con bỏ quên con ngựa ở nhà rồi. Có con Tiểu Bạch Long, tức là vượt lên chính mình thì đi tới nơi tới chốn. Còn đi thỉnh kinh mà bỏ con ngựa ở nhà rồi, tức là quý Phật tử vào trong đây tu. Một năm trời trôi qua, quý Phật tử chưa vượt lên chính mình, hiểu không? Mình giận mà mình chưa vượt lên nỗi giận của mình, chưa đạp lên đầu cái thị phi phải quấy, chưa đạp lên đầu tham sân, tức là
đi thỉnh kinh không có con tiểu bạch long, mà không có con tiểu bạch long là lội bộ, mà lội bộ muôn đời không có tới nơi, thấy không? Cho nên bữa nay mà đi lội bộ để làm lễ tổng kết, quý Phật tử ơi ngồi trên đây chứ còn mình cách xa Phật lắm. Tại vì mình đi thỉnh kinh mà mình lội bộ rồi làm sao tới nơi đây, phải không? Ông Trần Quyền Trang có con tiểu bạch long, tức là Long Vương đó, con trai của Long Vương, cho nên rồi đó mình mới gặp được Phật, về bên Phật thỉnh được kinh Phật. Còn quý Phật tử đi mà dẫn theo con mình Trương Bát Giới đi đó, nói thì quý Phật tử đó hen, có Tề Thiên đi đó, Tề Thiên còn phát hiện ra yêu tinh rồi đánh đập yêu tinh giải thoát cho Trần Quyền Trang. Còn mà Bát Giới mà nó dẫn đường đi, yêu tinh khỏi ra trận đường, chứ Bát Giới dẫn vô động luôn à. Hễ mà Bát Giới mà dẫn đường là không có cần yêu tinh nào mà ra trận đường trận ngõ hết. Bát Giới tự động dẫn Trần Quyền Trang đi vô ngay động, con nhìn nhện luôn, động yêu luôn hả? Thấy không? Mình tu mà mình tu bằng cái tình cảm của mình là quý Phật tử ơi, cái yêu niệm của mình, quỷ niệm của mình, ma niệm của mình, ác niệm của mình tự nhiên nó trồi lên bằng cái tình cảm của mình. Hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ nè, mình thấy tờ 500 ngàn nó bay, tình cảm bắt đầu nó dẫn đường mình đi. Thấy 500 ngàn nó bay, cột vạt áo tràng lên, mất cái duyên dáng màu lam, bắt đầu phóng tới chụp không? Bắt đầu ma niệm không? Phải không? Ma niệm nhảy lại chụp, 4-5 cô Phật tử nhào lại chụp, cái bắt đầu vọng vô mặt tao, của tao thấy trước, của mày thấy trước, vọng qua vọng lại, quỷ niệm không? Quỷ niệm không? Cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, cái bắt đầu đưa vô bệnh viện thành bệnh nhân niệm. Ai cũng bị lỗ máu đầu hết, thấy chưa? Rồi đâu có xa gì được đâu, đó là ác niệm đó quý Phật tử. Đó là gì? Đó là nạn của mình trên đoạn đường đi về Phật. Cho nên thầy nói rằng đó quý Phật tử, mình tu ở đây đó, trong cái thời kỳ này đó, dễ mà khó. Còn thời trước đó, khó mà dễ. Tại vì khó tức là có mình sư ông khó thôi, nhưng mà nó dễ, không có vật chất. Quý Phật tử ơi, sáng ăn cháo, trưa ăn được miếng cơm, chiều ăn cháo, mà cơm ăn cái gì? Rồi đi ra ngoài chợ người ta cho 3 cái đậu đũa già về tước lấy cái hộp kho. Đó, trong chùa hồi xưa, chùa Bủ Liên của mình 14 thầy, gần 8 ni với sư ông, mà người ta chỉ đủ tiền đi chợ mua được 2 miếng tàu hũ. Cái miếng bự nhất là cắt kho để cúng dường cho sư ông, còn một miếng chia cho mười mấy người tăng ni ăn. Thì quý Phật tử thấy khó đó, nhưng mà nó dễ. Nó dễ là gì? Không có vật chất, ăn rất là ngon lành, ăn không có chê. Còn bây giờ quý thầy của mình chê lên chê xuống, thành ra tội từ cái miệng của mình, hiểu không? Đó là người Phật tử cúng dường nhiều quá, cái đó giống như sư cô nguyện mình cúng dường nhiều quá, cái nấu cho cả đống gì đó, cái bắt đầu dư đó, mà dư đó đem bỏ thì tội, mà gán mà ăn thì bệnh, hai cái nào cũng chết hết, thấy không? Thành ra rồi đó, thời này nó dễ tu nhưng mà nó lại khó. Dễ lắm quý Phật tử, áo quần đầy đủ nè, cơm gạo đầy đủ, thực phẩm đầy đủ, hưởng thụ đầy đủ, xe cộ đầy đủ, điện thoại đầy đủ, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, nhưng mà nó dễ tu mà nó dễ hư. Thấy không? Dễ tu mà nó dễ hư. Còn hồi xưa quý Phật tử biết, ngày mà thầy đi xuất gia chỉ có một bộ đồ rưỡi thôi, tức là 2 cái quần và 1 cái áo mà thôi. Ngày đi xuất gia đó, người ta cúng dường cho thầy được tức là một bộ đồ nguyên và một cái quần và một cái áo thun thôi. Tức là thời kỳ đó không có quần áo, không có giải sầu được, quý Phật tử nghèo. Đó. Nó khó thiệt là khó. Buổi sáng gì đó là mặc nguyên bộ đồ tiếp khách, chiều tắm là giặt liền bộ đồ đó và đợi tới tối vậy đó quý Phật tử ơi, rồi mặc cái quần với cái áo thun thôi. Rồi mặc áo tràng lên tụng kinh. Rồi tới công phu khuya xong tới sáng ra lấy cái áo nó khô, phơi nguyên đêm nó khô mặc vô để sáng có khách khứa tới. Đó mà như vậy đó mà cố gắng mà vượt qua tất cả. Thấy không? Thì 40 năm trời thầy muốn nói với quý Phật tử đó là 40 năm mà nếu mà nói về khổ thì 40 năm đó khổ dữ lắm luôn. Nó khổ về vật chất, nó khổ về mọi thứ hết. Nhưng mà 40 năm đó là 40 năm thành tựu đó quý Phật tử. Nhờ có 40 năm đó mà bây giờ mới có thầy ngồi ở đây để nói chuyện với quý Phật tử. Chứ không có 40 năm đó là mất tiêu luôn rồi. Hiểu không? Hồi xưa nhờ Hòa Thượng tôi luyện cho mình, bây giờ nó mới được như vậy. Thành ra rồi đó, bữa nay đó thì nó trùng. Đáng lẽ ra quý Phật tử nghỉ luôn ngày 14 tháng 12 hằng như mọi năm rồi.
Nhưng mà bữa nay là nó trùng với cái ngày 14 tháng 12 năm 1979, cho nên kỷ niệm 40 năm, cho nên thầy mới mời quý Phật tử bữa nay vừa tổng kết mà vừa cái kỷ niệm 40 năm luôn, thầy có mặt ở tại chùa. À, tức là bắt đầu là một vận động viên chạy nước rút về Phật. À, vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại, mà hồi xưa vận động viên chạy 1.500m, chạy 5.000m, còn này là chạy 40 năm trời mà chưa dám ngừng đó. Chạy hoài luôn đó quý Phật tử. Biết bao nhiêu chướng ngại vượt qua, chướng ngại vượt qua mà bây giờ vẫn còn chạy. Hễ còn chạy là quý Phật tử ơi còn tinh tấn, hễ mà ngừng lại cái là tiêu liền. Thấy không? Cố gắng như vậy đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay đó, kỷ niệm 40 năm ngày sư phụ về chùa, cũng là ngày tổng kết cho quý Phật tử, cái ngày mà quý Phật tử phải hân hoan, tức là bao nhiêu cái tích lũy công đức lành của mình của một năm trời trôi qua. Cho nên tự nhiên bữa nay thấy mặt Phật tử ai cũng nấy cũng hớn hở hết. Thấy nó hớn hở dữ lắm luôn đó quý Phật tử. Thành ra rồi chút nữa đó là có cái bằng tuyên dương công đức. Cho nên đó, ai có công thì tự nhiên có đức ha. Hiểu không? Có công không quý Phật tử? Một Phật có công con từ nhà vô đây mà. Cái công của con từ nhà vô đây là một công rồi. Cái công thứ hai nữa là con lên chánh điện con tụng kinh là hai công. Cái công thứ ba trời ơi đâu phải dễ mời đâu. Tự nhiên kêu con vô đây ăn cơm, cái công con ngồi ăn nữa làm chi? Thấy không? Công con ngồi ăn cơm nữa. Chứ đâu phải đường không đâu, quý thầy đâu phải là muốn mời 70-80 người vô chùa ăn là dễ đâu. Nhờ tụi con phát tâm tu, quý thầy mới mời được 70-80 cô vô đây ngồi ăn đó chứ. Phải không? Cho nên cái công của con ngồi ăn nữa. Cho nên nhiều công quá nó thành ra cái đức. Phải không? Nhưng mà thí dụ như mà mình nghĩ tới cái công của mình mà tự nhà vô đây không đó ha, là đức. Đức tê đó chứ phải đức xê. Hiểu không? Mà nếu mình suy nghĩ bằng cái công đó là nó đức luôn á. Hiểu không? Còn vô mà cứ nghĩ rằng là cái công con ngồi ăn đức tê luôn. Hiểu không? Mình phải làm sao mình tu mà cái đức của mình là đức xê. Hiểu không? Cái công của mình vô trong đây, từ nhà con vô trong đây, bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bước chân phải tới bạch Đức Thế Tôn con đã về, con từ nhà con vô đây, con dẫm lên bàn chân của Phật, đức xê. Cái công đó đức mới xê. Còn con ngồi ăn cơm như vậy đó, con xét lấy thấy trong lòng của con thọ cái buổi cơm này đó, thì con nhớ ơn đàn na tính thí, đức xê. Con vô trong đây con tu, con nhớ ơn tất cả những người có công đức thầm lặng, không phải như tụi con. Công đức thầm lặng là gì? Trước khi tụi con tu, biết bao nhiêu Phật tử mua bông, mua trái vô đây chân sẵn cho mình hết quý Phật tử. Hiểu không? Dọn dẹp sẵn cho mình hết. Đó. Quý Phật tử ơi, thầy nói thí dụ như một tháng hai lần. Quý Phật tử ơi, có cái tháng này đó, thí dụ 14 mình tu, bữa 28 mình bệnh, mình còn nghỉ ở nhà được. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà cái người mua bông, mua hoa chân, không nghỉ một ngày nào hết. Hiểu không? Đó, cho nên đó là công đức thầm lặng. Cái người nấu cơm cho mình ăn đó, còn cái người dọn dẹp cho mình, thí dụ như bây giờ chiều nay nè quý Phật tử đi về rồi rác rến đầy đủ hết, cái người công quả mà kéo từng cái bọc rác đi đổ giùm mình, đó là những người có công đức thầm lặng. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên bổn phận mình đó, thầy nói đó, công phu công quả bằng nhau huy hệt. Nhưng mà có đôi khi công phu của mình coi chừng mình bị mất hết á, tại vì nhiều khi mình tu mình nghĩ rằng là ơi mấy cái bà dốt dốt đi làm công quả, còn mình là người biết chữ, mình tụng kinh, trí tuệ của mình lớn, mình mới xài kinh. Còn mấy cái người công quả dốt dốt vậy, cho nên để họ làm ba cái chuyện đó. Tôi không có làm mấy chuyện đó đâu, tôi trí thức, tôi không có làm ba cái vụ hốt gác đâu, ba cái vụ mà chó nó ỉa tôi không có hốt đâu này kia, thí dụ vậy. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, công quả ắt công phu, công phu tức công quả. Cho nên khi mà mình tụng kinh rồi thì quý Phật tử ngồi ăn cơm mà mình phải xét cái tâm của mình đủ đức để thọ cơm chưa? Tức là cái tâm của mình với cái tâm của người công quả bằng nhau chưa? Hiểu không? Chứ bây giờ mình ngồi mình ăn, mình nói tu vô trong đây tu, bổn phận mấy bà phải nấu cơm cho tôi ăn. Đức tê đó. Hiểu không? Có nói đức tê đó mà công là công o, chứ không phải công ô nghe. Công phải là công ô, tức là cái công việc. Còn công mà công o là nó công vòng luôn đó, hiểu không? Công vòng rồi đức tê luôn, tức là công ghiết rồi nó gãy luôn đó. Hiểu chưa? Cho nên mình tu quý Phật tử ơi, công đức của mình phải viên mãn. Mình làm sao mình ngồi mình tu, lòng của mình tu, mà tâm của mình luôn luôn lúc nào vô lượng ngã của chúng sinh nằm trong trái tim của mình. Mình ngồi mình tu mà mình nói tội nghiệp mấy cô ở dưới bếp,
giờ này mình ngồi mình tu mà trước đó 4-5 giờ khuya thầy Nguyên Hùng đã thức dậy nấu nướng cho mình rồi. Đó, đi xào, đi làm từng tô bún nấu sẵn để đó, khi quý Phật tử sáng vô là có liền. Thấy không? Quý sư cô thức khuya đi ngồi lặt rau, lặt này kia cho mình. Đó, mình nghĩ tới cái đó thì công phu tức công quả. Hiểu không? Như vậy mới gọi là vô lượng công đức đó quý Phật tử. Đó, cho nên bây giờ đó, bữa nay đó là phát bằng tuyên dương công đức. Nhưng mà thầy sẽ mời những người có công đức thầm lặng lên đây phát trước. Rồi cái từ từ quý Phật tử mình lên từ từ, có tu phát sao hết, kêu tên từ từ nha. Thành ra rồi đó, quý Phật tử đồng ý không? Cho những người thầm lặng, người ta không phải như mình mỗi ngày mỗi vô, nhưng mà hình như ngày nào ta cũng vô hết. Ta vô trước mình ngày hết á, 14 mình tu, 13 đã ta mua bông mua trái vô, ta đã chân đều hết rồi. Đó, ngày mình tu xong cái chiều mình về hết, cái người ta bắt đầu gom gác, ta đi dọn dẹp hết cho mình. Ví dụ vậy quý Phật tử. Cho nên hôm nay để trước khi phát bằng công đức, thầy xin phát cho tất cả những Phật tử nào có những cái công đức thầm lặng. Thầy mời Phật tử nè, hạnh đức, hạnh dân, hạnh đạo, Diệu Nguyệt, Diệu Ngọc, Mỹ Phước, rồi cô Hai Trí, chị Bi, chị Năm Luận, tất cả những người có công đức thầm lặng lên trên đây, thầm lặng đó lên trên đây, để rồi phát cái bằng tuyên dương công đức xong, rồi thầy Nguyên Hùng sẽ đọc tên quý Phật tử. Cứ mỗi lần vậy nó cũng bao ngưỡng nhóm nhóm, rồi thầy sẽ phát. Phát công đức xong cái mình đứng chụp với thầy một tấm, hiểu không? Kỷ niệm, tổng kết rồi, hiểu không? Con vấp ngã, thầy đến bên con, đến bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sầu, vì thời gian dài đã không trêu con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố chơi rơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi còn vĩnh viễn thoát xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha dành chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền. Oh,
gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháp năm nhăn nhòa vai sầu, vì thời gian xoay đắm chiều phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giang mây gầy thầy che che chúng con. Mưa nắng phai phù. Kính bạch sư phụ trụ trì bổn tự, nhờ ơn giáo dưỡng dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học, lo cho chúng con chỗ ăn, chỗ ở, lo cho chúng con manh y để tu học, dạy bảo chúng con nhân chi mỹ, dạy chúng con cách tu học giữa xã hội đầy phong ba sóng gió, dạy chúng con huynh đệ đùm bọc yêu thương, bao nhiêu công sức ăn sư đổ trên mái chùa để dạy bảo chúng con, để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học. Hôm nay kỷ niệm ngày ăn sư 40 năm nhập tự, chúng con chả có biết chi để đền đáp công ơn ăn sư. Đối trước ăn sư, chúng con nguyện cầu tam bảo luôn luôn gia hộ cho ăn sư khỏe mạnh, bình an để chở che dạy bảo chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Qua cái lời tác bạch của Đại Đức Nguyên Hùng đại diện cho toàn thể tăng ni bổn tự và nam nữ Phật tử trong khoa tu, có đôi lời gửi lên mừng cái ngày 40 năm thầy về chùa, thì thầy cũng xin hứa khả và nhận tấm lòng của chư tăng ni và nam nữ Phật tử có mặt trong buổi trưa hôm nay. Và thầy cũng có lời nhắc cái thầy Nguyên Hùng là cái giấy tuyên dương công đức nhớ đi gửi cho quý Phật tử mà gửi rau cải đến hàng tháng cho khóa tu của mình, rồi Phật tử gửi bánh mì sáng cho mình, rồi quý Phật tử gửi làm lẳng qua cúng dường cho đạo tràng mình. Thì nói chung thầy Nguyễn Hùng có nhận ở tấm lòng của quý Phật tử mà hôm nay không có mặt đó, thì cũng nên nhớ là gửi cái bằng tuyên dương công đức đến cho quý Phật tử để gọi là một chút mình tri ân. Bởi vì tri ân báo ân thì sẽ phong quang hòa nhã. Tất cả chúng ta mang ơn mà chúng ta đều nhớ ơn hết thì cuộc đời của mình đó mưa hòa gió thuận và công việc làm ăn của mình nó sẽ thuận buồm xuôi gió. Thầy xin hứa khả cái lời tác bạch vừa rồi của quý Phật tử và cầu chúc cho toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chùa Bửu Liên luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn, và cầu chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc luôn luôn lúc nào cũng được tịnh tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên sư phụ trụ trì đã hứa khả nhận lời tác bạch cúng dường của chúng con, chúng con xin đầu thành đảnh lễ và dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường sư phụ trụ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.